mua tới đâu là mua tới đâu là thử tới đó đó. Ok, cá ăn được hả? Cá này được cái này hả? Lấy hết cái này luôn anh. Lấy cái này, lấy cái này ngon hơn cái đấy nè. Em bỏ nó riêng ra nè. Lấy là anh lấy hết cái này luôn không? Lấy nhiều. Lấy một trái đó là lấy một trái luôn, lấy bóc ra đi, lấy hết luôn. Cái này là sầu riêng. Lấy hết. Này là bán ký mà. Rồi bên kia nãy còn một muối bên kia. Đây muối đây nè, lấy bao nhiêu cây muối này nữa. Định lấy cái này thôi gì? Thì cứ lấy bao nhiêu tính tiền luôn được. Thì đây giờ cái này đây là ồ, một đống cây cũng là lấy cho anh thêm miếng này để được tính tiền. Ơi, đó. Cái này nó ngon hơn cái này nè. Trái nào cũng phải sơ chín mười chứ nó không có trái nào. Ok đó. Cái này là còn tầm 1,2 kg á cô bà một chút. Mấy chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. 397.000 đồng tiêu rồi. Tiêu rồi. Lấy một trái nhỏ quá thế. 317.000 bữa sau riêng hiếu nghĩa. Bên sau lưng anh. Qua đây quét giùm em cái nha. Có lẽ là 230. Mình, đi ra phía trước đi. Ừ, đứng như này nó hơi liền qua phía bên này nha Dũng. Có được có nhà người ta cắt ra đã. Ok chưa? Okay, okay. Nếu mà dành mà tốn hết thì lên đài này không ai sao làm đâu. Cơm là bên miền Tây là 36. Miền Đông là 331 rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Một cái thì 101, 102. Rồi, hủ tiếu. Rồi chốt này luôn nè anh. Dạ. 230. Đâu còn chị nào đó, chị mà kia chị đó chị. Em, chị này đó. Nói luôn. Mấy giang 1 ký ly chứ 1 ký. Chị nói cơm miền Tây hay miền Đông à? Cái nào ngọt hơn? Cái nào nó cũng ngọt hết. Mà miền Tây thì nó màu nhiều hơn miền Đông. Màu nhiều hơn. Dạ, yeah, thì đấy em nhìn. Dạ, Dũng nó pha màu nhiều hơn nha các bạn. Miền Tây thì là bơ lô. Miền Tây anh ơi. Màu nó dễ thương hơn. Màu nó gọi là bắt mắt hơn. Thank you.
chưa chín sướng lắm. Dũng chỉ cần sờ sờ là biết hay thiệt, hay thiệt đó chứ. Cao thủ, cao thủ không bằng chân thủ. Trăm giang rồi ơi, lắm lắm mà hay vậy bay. Mới là rồi bên ngoài á dạ. Đại đại cái sẻn đầu nãy bỏ đó. Thử chị gái thôi. Ok. Quá. Không dễ ngọt. Thái thì nó ngọt nhiều nhưng mà nó không béo giống hình chỉ sáu vậy. Chỉ sáu thì nó béo. Bữa cơm ri sáu với cơm Thái nhà bằng nhau hả Dũng? Ri sáu miền Tây với Thái bằng nhau hả? 356 với 356 là 1.2 triệu à? Dạ. 356 với 356 là 1.2 triệu à? 1.2 triệu á. Anh thích khỉa đúng không? 36 nghìn. Rồi ok em ơi. Ok. Cô lấy sao? Cái gì ạ? Cái con kiểu á. Vàng đúng không? Ừ. Miền Tây là phương, miền Tây là thẳng tiến nha các bạn. 630 chết rồi, mấy anh miền Đông sao ta? 630 có một cái lượng khán giả xem khách là khoảng thấp miền Đông nha. Kẹt lắm rồi. Miền Tây thì 13.000 một ký. Rồi 268.000 ạ. Tìm cái chữ mà 13.000 một lạng nha Dũng. 13.000 lạng. Chú từ từ cô, ở miếng là tiền bạc mình tính sao chứ chưa tới mất tiền vậy. Không có lấy gì tới nữa quá. Thử đi con. Chú làm xẹm tay dữ à. Ai biết thưởng thua hết nãy ra. Vậy mà Dũng muốn đưa luôn cái muối ra. Rồi ăn xong mà ngon nói lên lời vô. Bao nhiêu vậy? Đúng rồi. 268. 268. Vừa vui vẻ rồi. Ai ước râu hơi dài xíu thôi, không có tiền cạo râu. Chị khách chỉ kêu hôm qua chị khách chỉ nói là nếu biết trả lời đêm giao cạo tới rồi. Quá dữ, quá dữ. Khui 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 luôn cho anh đi Dũng, kiếm cái đi sau khui bỏ hộp đen hút chân không. À làm mua sầu riêng đẩy nhập phụ hả? Nhập phụ hay là nhập giá? Nhập phụ hả? Nhạc da. Hôm qua thấy nóng mua sân kinh mà mua sân kinh. Mua cái đó. Đây nấu bà đen đó. Đi cho bà đen là khách mua hay là không đạt? Không đạt á. Qua thấy nóng. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Qua nóng mua sân kinh. Khách này khách miền Trung nha, khách miền Trung khó lắm á. Sao? Để hồi bà chủ giờ mới lựa cho anh. Ồ. Bà chủ giờ tới rồi đó. Sao biết vậy ạ? Đóng vậy, đi đóng ma rồi, chứ ở lâu rồi. Mới rồi. Cái này. Cái này em lựa không được luôn á. Lựa không được à? Sao vậy? Anh bà thấy này em lựa cho khách quá trời mà không được. Anh Lăng là cái trip. Không. Ôi. Cách nào mình thấy tông cánh như nhau chứ. Không, nhưng mà anh Long khó gấp 10 lần người khác. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Đây là đang nói chứ Long khác người gấp 10 lần. Chết. Kiểu này là không được rồi. Ôi. Quá trời. Sầu riêng. Rồi, mới ra rồi. Thôi, sầu riêng kìa. Bây giờ em đang ở vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Nói chung là giờ này thì khoảng 6 giờ rưỡi tối rồi. 6 giờ rưỡi tối. Dạ.
tay là 130 kg. Tháng gì bạn? Cái gì vậy? Cái trái này sao? Cái trái của cái loại là sữa hạt lép. Cơm thì vàng, sữa cha, cơm chao á. Nó béo béo á. 90.000 kg. Hai mà kiểu như cái thằng kem này bỏ vô cái lạnh là nó mát mà. Cái này phải gì sao? Phải gì sao? Đi sáu có hai loại nha, đi sáu miền Đông với đi sáu miền Tây. 130 349 k 296 296 tưởng anh chị đi chung chứ à. Vậy là em có loại 301 đi ký cơm nha. À, ký cơm anh Dũng đang ngồi trong kia hát hò để cho Đạt khui à. Mà mới nhiều gào. Ở đó, mang nó nè nè, bóp kia nè. Nó bự á, nó đó. Mới bự á, giống như không bự. Rồi, chưa đăng ký đâu chưa Đạt ơi? Chưa? Chưa đăng ký đâu. Bé 1 ký nha. Đủ Đạt nữa. Thầy học gì vậy hả anh? Lép không? Lép 6.76 năm. Thôi cái này là lối lén rồi, lối nhiều lắm. Cái hộp này là chung với cái này anh trên. Không, anh lấy thêm một hộp đó đi. Rồi hai hộp. Thêm một. Cái này em mềm không anh? Dạ mềm. Không, cái nãy em cho anh thử là chung với cái hộp nãy á.
cho các em mỗi hộp một ký nha. Đừng có... Dưới đều ra. Dưới đều qua luôn á. Không, dưới đều ra. Mỗi hộp một ký thôi. Đúng rồi, cái này chính là mấy rồi. Có rồi. Sắp lại rồi. Ôi, khách vô kìa. Cái gì anh đi luôn ta? Tao tự nhiên chị khách cái nhìn anh đài một cái rồi mà đi luôn ta. Ôi, khách qua kìa, khách qua kìa. Em có lấy lộn hàng không kìa? Em có lấy lộn hàng không kìa? Chào các bạn, nhớ cho em. Lộn hàng không kìa em. Rồi, thử tiếp, thử tiếp. Ở đây là anh sầu riêng, mua sầu riêng, thử no luôn mà. Nghĩ là lố rồi đó. Cái này vẫn lố. Rồi, hơn 2kg luôn các bạn ơi. Chắc mất 2kg mốt được mà anh. 6.674, 6.7. Đúng 2kg, anh muốn đúng 2kg kìa. Dạ. Đúng luôn hả? 2.7 à? Dạ. Dạ. Đựng viên bọc hay là... Đựng viên bọc à? Qua, cho qua đi em. Thế mà vừa đủ tiền. Hơn quá, hơn quá. Vừa đủ tiền. Một con. Cái thứ bảy rồi. Dũng vừa hai tay. Rồi cảm ơn em nha. Rồi đi qua đây. Chị trái nhỏ. Cỡ nhỏ nhỏ vậy thôi. Dạ. Ok anh trai. Cái này được không chị? Bao nhiêu đây? 179.000. Mua luôn không chị? Mua luôn không chị? Mua luôn. Chị nhiễm cơm khoảng nha. Dạ, dạ mình đó. Chị thử cho mình miếng cơm cái đây. Diệt cơm cái đã. Rồi. Bách ba. 367. Ok không? Ba sự lệ. Để cô bị gì em ra đổi. Anh đang đi xa thì cũng có hỗ trợ cho. Quay phim chụp hình 50% em bỏ đổi. Giống là mình quay phim chụp hình hả? Tối đa vậy thôi chứ đầu đầu gì nữa. Anh ta có rõ ràng ha. Rồi, 179 đúng không em? Dạ. Tiền tôi không thiếu nhá, đi vô ra. Không có giá hả? Ồ, khách vô. Cho khách trước đi, người ta. Thử ra. Ba chân người với lại ba chân sáng. Ok. Khô hơn.
ông Quốc Khánh á, Khánh à, cửa tóc hai mái á, mà giống Công Phượng nhiều hơn. Không giống Công Phượng, mà giống cái anh chàng mà số anh chưa chín đó ta. Đạt, Đạt tát nhà cái trong đi Đạt. Không biết gà gáy không nhờ. Gà gáy. Nghe tự nhiên. Tại sao nó không giống em mà phải em mới giống nó mới được. Đúng rồi. Rồi. Em là idol. Em không phải idol gì hết mà không giống ai. Rồi một trái đây được rồi. Cái cơm á nhiều rồi. Rồi. Rồi đi. Đến nhà. Nói chung thì mình cho người ta thử đàng hoàng rồi anh. Người ta đồng ý. Cho khách đi, khách trước đi, khách đi. Khách đi Dũng. Thì mình mặc cho nó hút thì không à. Nhìn đủ rồi không chú Long? Ừ. Cái này mình thành lâu rồi. Hả? Được không? Cái này là cái ri miền xéo, xéo miền Tây nha các bạn. Gì? Long chưa? Long là lấy một ký gì? Tại khách bếp cái gì? Một ký ghi mềm 360 và 301 Miền Đông ngon. Nói chung là cái này cũng ngon. Dũng dạ, hỏi em muốn trả lời sao? Dũng sẽ trả lời Miền Đông đi. Nhiều chủng loại. Ok. Cho chị gái cái gì đi. Rồi, bên cái đó đẹp. Hôm nay giờ là thấy là năng suất chưa đạt. Chưa đạt. Bà chủ là buồn. Cái này tay đúng không anh? Đó, tao cũng làm anh. Con ngựa trên kia cao quá. Cái này là miền Đông. Cái này là miền cực lạc luôn. Miền cực lạc luôn à. Miền Tây cái miền cực lạc. Miền Tây, miền Tây, miền Đông. Cực lạc lét. Thái nha các bạn. Này là 415 các bạn nắm phường 13 quận 10. Đây là khu ly điểm đến ưa thích của các tín đồ sầu riêng ở Sài Gòn nha các bạn. Chị gái là em đốt cho biết ra chị. Chị không có dư ok không chị. Giống. Dạ. Em nói chuyện đàng hoàng mà, em cũng đâu có nói bậy bạ gì đâu mà. Thôi cái này giả mỏng nè. Cái này miền Tây hả Dũng? Dạ, Tây anh. Tây mà Tây Nguyên anh. Tây Nguyên, ok. Tây Nguyên này vàng nha. Đó. Đây là hàng Tây Nguyên các bạn. Làm mình nghĩ cử đẹp rồi. Rồi thử cái đó chị ơi. Thử cái nữa mà mình không thử nữa. Ok chưa? Chị cũng được thôi. Dũng được thôi. Dũng ngày hứa luôn nha con. Nếu mà sự nghiệp sầu riêng nó rẻ ra một hướng khác thì Dũng sẽ lên sân khấu hài nha mọi người. Cái gì vậy Dũng? Còn đó, muối à? Đừng nói còn muối. Cảm giác nó nặng tay dữ ta. Đó học à. Ok. Ok. 1 ký. Ồ, 1 ký gần mốt luôn. Rồi 336 luôn chị ơi. Đứng phải nha. Đây. Dạ, bên tài chính chị qua bên đó giùm em chứ em bên đây. Em bên đây là Tài Lanh. Tài Lanh. Đông à? Đi nửa vòng để đất nữa. Rồi. Thực phẩm. Thực phẩm không? Có rất nhiều cô chú không muốn lên mạng nha các bạn. Hồi chiều mình có một cô chú gọi điện thoại nói mình cắt cái đoạn đầu, cái đoạn mà nửa vòng để đất ghế gặp dụng. Thực phẩm không? Dạ. Chú đang là chú nào ta? Anh Hà nè. Chết rồi. Chết chưa? Chết rồi. Mưa nửa vòng trái đất á. Không phải cái chú đứng đó. À cái chú với cái cô đúng không? Đúng rồi. Bữa qua bán bà kia qua đây đúng không? Ừ. Ủa là
không coi video không biết số điện thoại hay là tới đâu à? Không tới đây à? Ok nha. Ừ, rồi rồi. Được. Rồi đúng không? Bao nhiêu rồi? Mấy hộp rồi? Chốt cái này. Bốn hộp rồi. Bốn nhiêu hộp nữa hả? Thôi. Kim thái cái nhỏ nhỏ thái nữa. Thái nữa hả? Ừ. Thái nhỏ nhỏ hả? Đủ các hương vị. Đây không có mua sinh kinh hả? Đúng không? Mua sinh kinh rồi. Mua sinh kinh. Rồi sáu hổ. Mua sinh kinh đi núi rồi. Còn cái từ bự với đi núi rồi. Cái tả đó. Hả? Cái tả. Tả hả? Nói chung là mua sinh kinh có đợt... Còn cái thống đó nè chứ con. Ủa vậy hả? Nhưng mà nó đi... Không, hôm qua đi... Đi núi Bà Đen kìa anh em. Giác hơi rung nha mọi người. Cái rung cái tái này vỏ nó mỏng quá. Đấy, tự nhiên vỏ mỏng. Kéo nó rất già, anh thấy không? Nặng cũng được cái này nha, nó không gà. Thử tượng đường ok nha. Cái dọc này, cái dọc sân xương sống nó ngọt vậy. Ngon hả? Nói chung cái nào ngọt hả? Không, cái này nè. Cái này hả? Ừ. Cái này nó béo béo. Ừ. Ok chưa? Bán rồi. Dạ, đủ rồi đó. Đủ chưa? Ai biết anh à? Rồi. Ok. Ok, anh ok. Lúc mà tôi xuống có làm hai ba cái nữa, để video anh em mình kết thúc video. Tạm biệt anh Dũng. Đi bánh xèo nhí rồi. Dũng có giải cứu bánh xèo nhí không? Không, bà chủ có giải cứu bánh xèo nhí không? Chuyện này rồi Dũng. Giờ hằng ngày không có ai giải cứu cho bà chủ đây, em thấy không? À. Mấy bữa rồi bà chủ giải cứu quá trời hả? Quá ngờ là nhờ bà chủ giải cứu bánh xèo nhí, bà chủ trả lời là ai giải cứu tôi đây? Kỳ đó. Cái gì nó phải có rồi, tính tiền luôn nha. Cái canh đó để là bà tính sao đây nè. Tính đi chứ, cái thuốc đâu mà. Em xuống hả? Xuống đây mình xuống lại sao bốn? Xuống lại nha mọi người, sao mọi người tính như là chỗ rồi. Ừ. Rồi đây. Đây là 7 giờ tối rồi. Ồ, khách vô kìa. Rồi, khách quen luôn. Giống vừa mới ngoài xưa nắm đất. Cái nào đó chị? Nhiêu hả? Dạ, ghi em có hai loại là miền Tây. Ghi hai loại. Miền Tây thì 130 đồng thì 100. Cái này bao lâu không? Cái nặng bao á. Khác như cái màu thôi chứ cơm nó không vậy. Nó ngọt, nó béo, nó màu á. Màu đó, cái nào đó. Dạ, có nặng cái bởi. Đây ký cơm nha. Ok. Cứ từ từ cắt cho một miếng. Rồi mình dùng thử một miếng luôn. Ok không? Hả? Sáng cứ đưa tiền mặt ra đưa luôn đi. Ngon đi chịu khó cho. Cái này mấy ký vậy? Dạ, cô lấy một miếng cơm đi, 301. Cái này nhỏ, nó dày, nó méo. Ok không? Miếng cơm hả? Dạ. Nó méo mèo heo à. Không có hả? Đây là giá đi miếng. Đạt, cho con quần nó quậy cái này xíu đạt. Cho cái máy quậy nó mát xíu đạt. Sao bữa tại nhỏ kia nó mua nó cơm nhiều lắm. Của nó quay chưa được 10 phút là... Mà cơm nhiều lắm. Không biết à. Ở đâu? Ở đây, nó chỉ là đây mua là. À, thì mua cơm ký thì cân ký mình tính tiền, nào giá thì nó từ xưa giờ nó là vậy mà. Nhiều ít gì đó mà. Con xin phép con chịu thua. Đó đó, là được đấy, ok rồi. Cho nó mát cái máy quay cái thì máy quay tự tắt luôn ông bà cô chú anh chị. Quay cái 10 phút, 15 phút là tắt máy hả? Kỳ lạ. Quay bánh xèo, quay cả tiếng là mùa hết pin.
riêng nóng quá. Có Dũng đủ ký chưa? Chưa anh. Chưa đủ ký. Cái này nhỏ nhỏ nhỏ.